chợ sang khu vực của Trung Dâu ngồi đây. Bây giờ là cuối chợ đông lắm, là đầu chợ mà chỗ ông Lập ngồi thì ít lắm. Vãng cũng có cái đẹp nhưng mà vãng vì nó chật. Ra cái chỗ cuối này thì sôi động. Vào chỗ Trung Dâu xem, ôi ổn, giấy tím. Đi à? Chở đi đâu đấy? Trung chở đi đâu ấy nhỉ? À, chở khách ra mua. À thế à, mua nhanh thế. Con giấy không biết bán bao tiền? Giấy 2.8 triệu. Con giấy 200 kg phải 3 triệu đấy xong. Con giấy kia 2.8 triệu á? 2.8 triệu đấy. Ồ, rẻ đấy. Thế con này bao nhiêu? Con này 2.5 triệu. Ôi giời. Con này thì nó lại là dòng cũng tím đấy. Ừ, nhưng mà cũng cũng tím cả. Tím. Con kia tím ngắt cái gì này. Tím. Con kia dòng tím, con này tím. Tím ấy. Không. Cây kia dài gì rồi. Để ngả được. Không dễ. Chơi hoa. Còn đi đâu. À, nó trong là tím. Ảnh dòng tím nó lại tầm đấy là giá 18 đấy là đấy là quá. Không, tím là chơi bền hơn. Cái dòng tím nó chơi chỉ được mỗi một mùa rồi. Tím thì đúng rồi, cả năm nó chỉ ra một vụ hoa. Còn cái dòng hồng thì nó ra như thế, ra qua năm. Khi ít nó lại quý. Nhưng mà hoa tím nó là đẹp. Đúng rồi. Cây tím nó đầy hơn, dày năm nó bền hơn. Lá liếc nó đẹp hơn. Đẹp. Lá kia nó lướt quá. Tím thì nó mới làm được bông. Tím chơi bonsai thì hay hơn. Lắm, mấy cây nào rồi. Đây là hai đục dưới à, đây là cũng ôm đá đấy mới để là mượn thân tế thôi, thân thế đấy là đấy là gọi là vòng đấm này, mới phải làm lại đá tí. Trung thì bán nhanh thế, vừa nãy có thấy cây đâu. Đâu thế này dầm rượu dày. Phát khổ. Con này mượn cái hòn đá này làm thân đây. Đấy là cũng là một cách, như là hòn đá nó chưa nghệ thuật lắm, làm mới vào đá, mới vào đá. Con đề này bao nhiêu vậy? Con đề bao nhiêu? Đề bao nhiêu bác nhỉ? Bác này đồng ba như... À đây đây đồng ai nhỉ? 2.5 triệu. Với anh em không? Đề đỏ. Đề trắng thì đẹp. Đề đỏ này chơi hay. Đỏ này nó đây, đỏ này có cái lộc nhìn thích lắm, cái mùa thích. Trắng thì màu da đẹp hơn. Để trắng nó hay bị lẫn với cái cây cái gì quên mất tên rồi. Để đỏ này thì không lẫn vào đâu được. Đỏ. Chính là đề là phải đề chơi để đỏ nó chuẩn. Thế cái loạt hồng mộc mai này bao tiền vậy? 1 triệu. À. Cái 1.5 triệu. Này 1.5 triệu. Nhiều hoa nhỉ? Đúng mùa hoa mẹ. Mai giá rẻ quá. Đấy. Về ôm đá thì vui. Đẹp đấy. Thay chậu, nhà cái chậu xi măng cho lên một đồng rưỡi thôi, hợp lý quá. Chủ đi đâu rồi? 2.5 triệu. Vừa trả cái hoạt rồi. Đây hai anh em mà. Cây mai hồng ngọt là bao nhiêu?
với D ngày nào cũng quay nhỉ? Cứ thứ bảy chủ nhật rảnh thì quay rồi không ra được. Lúc nào một cái niềm đam mê đấy. Quan trọng là đam mê thì nghe rồi đúng rồi, chứ không thì ra lúc về ngay. Nè thứ bảy ba tuần đấy, cho hòn đá vào đây. Đây đất có mới cho mới thay chậu. Thay chậu. Đây là thay chậu của con Túc vào đây. Xi măng. Đưa lên đây. Cái này về lại phải thay cái chậu khác đẹp hơn. Trong này xấu cũng được, trong này thì đẹp rồi nhưng mà nó chỉ thế này thôi, thay vào chậu khác làm cái cảnh là đẹp hơn. Trên đề đỏ này thì chơi nó được cái búp là hay, đề đỏ được cái búp này chơi thích đỏ chót trắng tùy ngồi, trắng thì nó hay bị lẫn với cây cái gì nhỉ, lâm vồ, nó hay bị lẫn. Đề là đuôi, nó phải có cái đuôi này cái trắng nó hay bị lẫn với cái giống, rất giống cái đề nhưng mà thực không phải. Trắng thì bên miền Nam nó nhiều hơn. Đấy, ông này cũng là ông anh trai của ông kia ấy. Ông này đầu bạc. Cũng biết cái hôm nay hàng rất là giá khỏi rổ, rất là hợp lý, giá rổ rất hợp lý. Một múi này vừa nãy ông Trung cũng bảo bao tiền nhỉ? Đây đây. À đây. Bao tiền? Em bảo cái này em bán 2,5 triệu ạ. Bao nhiêu? 2,5 triệu, cái này 1,5 triệu. Ừ. Chơi hoa thì vui quá, hoa quanh năm này. Này Tết làm 2 chậu hai bên đỏ rực. Nhưng mà cái này nó không được cái. Bé. Hoa chơi bé, hoa. Bé. Chơi hoa thôi. Đề mà đề chơi đề thì đề đỏ thì chuẩn nhất. Đề trắng thì nó thuộc là dòng lai, bồ đề là phải đề đỏ, gốc bồ đề cái thứ Ấn Độ về là đề đỏ ấy. Đề trắng nó là ngoại lai kiểu. Đây phải thay cái chậu khác, chậu này sâu hơn. Chậu này thì nó chuẩn rồi nhưng mà nó chỉ được như thế này thôi. Hả? Chậu thì ổn rồi nhưng nó chỉ được như thế này thì cái dáng nó không được hơn. Mình làm cái chậu nó có cái tiểu cảnh hoặc là vào đá thì nó khác, đỏ thì nó sẽ khác. Nếu mà chậu mà cứ tròn tròn như này thì dáng nó mãi mãi chỉ như này thôi. Chậu vuông, chậu thì mình tùy mình làm cái khay hoặc là làm tiểu cảnh đá, vào đá thì nó đẹp hơn nhiều, giá trị nó là có giá trị nó lên nhiều lắm, như nó khác hoàn toàn. Đấy, nhiều người thích ấy. Được mua giá thế là gì? 2 triệu à? À thế là gì? Cái này cũng già. Ông thử gọi điện nó triệu dụng cho các bạn. Dạy nhất ra thay chậu một chút. Chết cái nào đấy nhờ? À không. Ô đề này cắm cạnh sống à? Cây thoải mái. Đấy, xanh si ra đề là cứ cắm cạnh sống. Đấy. Bây giờ nhờ đề hoa này là nó ra nỗi này thì là nó đỏ. Nó đỏ.
đúng rồi, nó xanh cây đầu cầu cong nhà mình đấy chị, nó lá nó xanh đâu nó đỏ mãi, nó xanh dần, nó cứ già là nó xanh dần ra, lá nõn thì nó đỏ. Cái này là nó mới hai lá, cái lá mới vặt, mới vặt lá đi, mới vặt đi, vặt cái lá cũ đi. Mình muốn nhiều lần nó đỏ thì cứ tỉa nhiều. Cái gì đây là hồng lộc mai. Có thể là hồng lộc mai như kiểu dương. Đúng 2 triệu cả. Cái cảnh này nghe yếu lắm. Để không sao. Chợ này cũng mấy lít rồi. Lại được có 2 chồng, nói thật bác cũng biết luôn chịu nhiên. Mua tại người làm đấy là bán 2 chồng. Thế này anh ơi, thế này thì về anh còn phải làm cái gì? Vẫn phải cái quá trình đúng không? Cây này chưa ổn định. Đấy, cứ tỉa đây được khẳng định là ổn định hẳn rồi. Cứ tỉa theo này thôi. Anh tự chết được nữa. Đấy. Nếu mà không, nếu mà ngại làm thì cứ tỉa theo cái form này thôi. Việc của bác Lan hay Địa Lan nhỉ em ơi? Nó là nhìn cái tay cành làm cái thế này là thế là đúng 2 triệu không có đồng nào. Nhưng mà nó là Phong Lan hay Địa Lan? Không biết. Phong Lan gọi điện ra là chiều tối có được không? Không phải điện mà. Nó lấy cái cây này là em biết rồi. Nó mua 1 triệu 8 rồi. Bán hai là lại được 200 rồi. Nó phải trừ trên sàn kia thì còn hơn. Vui chưa? Vui lắm. Đấy, tranh nhau. Tranh nhau rồi. Đấy, nhiều người thích cái đề. Đấy, trung trung dâu nhá, bắt trung dâu nhá. Đấy. Án hai bác bắt mất luôn. Hai bác vui quá. Ôi bác nào lấy cũng vui thôi mà. Bác nào lấy cũng vui thôi. Cây này ai lấy vui mà, cái nghệ thuật mà thì ai lấy vui mà. Nó khỏi cái quyết ngay không quyết. Bác cái giả luôn. Rồi. Con nó ra tiền trước thì thắng thôi. Thế nào cũng vui mà. Ôi cây cảnh nó là lần sau. Cây nó là cái duyên đấy. Đấy. Thôi được, để bác già bác chơi đề tốt hơn. Từng khi à? Rồi, vui đấy. Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai.